Đây là con máy của anh Lâm ở Tây Ninh này nha. Hai sợi dây kẹp, dây màu xanh đó là trừ, dây màu đỏ là cộng nha. Máy này vừa thả lạnh vừa một vợt nha. Hai cọc màu đỏ bên này á, em để cò bóp, đây là cái cò bóp đây. Cò bóp dài gần 3 mét nha. Màu đỏ bên này á là vợt, cái vợt nha. Quýnh mà, nếu mà quýnh một vợt quýnh nóng á, thì đây là vợt, vợt cũng là dây dây cáp đằng trước nha. Màu đen ở đây là mát, là dây cáp đằng sau. Cái nút màu đỏ này là chỉnh mạnh yếu. Khi mà anh thả lạnh á, thì anh chỉnh cái màu đỏ này quay về hết cho em, về tới số 1 cho em. Nếu mà đi thả mà ăn cá nó hơi chạy 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 á, thì tăng lên số 2, số 3 thôi. Đừng có tăng lên quá cao nha, tăng quá cao nó nóng máy, nó hao bình á, cháy máy à. Còn còn cái volume màu vàng này á, khi mà anh thả lạnh á, thì anh để khoảng tầm này, đến tầm này thôi ha. Còn khi nào anh quýnh nóng á, thì anh dặn hết ga lên. Còn cái này á, thì khi nào mà anh dặn xuống vậy á, thì nó chậm, chậm hết cỡ đây. Dặn lên thì nhanh 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 nhanh, từ từ lên là khi thả. Thế là nhanh chậm nha, cái màu đen bên này là nhanh chậm nha, thả con cá lên nhanh lên chậm là do bên này. Còn bên này á, thả thì để tầm này thôi. Chứ tầm này thôi. Thế đừng quýt hết ga con cá lên, không nổi lên đằng sau không ạ. À. Khi nào anh quýnh nóng thì anh dặn lên cả 50%, 60% ha. Khi nào thả thì bật công tắc này lên. Quýnh nóng thì bật công tắc xuống. Bên này cũng vậy. Khi nào thả thì bật công tắc lên, là áp thả nha. Bật công tắc xuống là quýnh nóng nha. Anh mà bật xuống mà anh thả là nó nóng máy dữ lắm nha, nó hao bình nữa nha anh nha. Còn đây là dây cáp của anh Lâm này nha. Này dây cáp em gửi kèm theo cho anh này nha. Nè anh nhờ em mua dây cáp giùm thì em mua giùm cho anh luôn đây. Đây.